Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã công bố 6 số điện thoại đường dây nóng để giải đáp các phản ánh kiến nghị của người lao động, doanh nghiệp trong quá trình triển khai các chính sách gói hỗ trợ COVID-19, 26.000 tỷ đồng. Cụ thể, số điện thoại của Vụ Bảo hiểm Xã hội 0886 487322, Vụ Pháp chế 091 101 1166, Cục Việc làm 091 115 1166, Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương 091 115 4488, Văn phòng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 091 119 1122, Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 0911 04 1122. Như vậy, việc tăng số điện thoại đường dây nóng nhằm đảm bảo thống nhất trong việc hỗ trợ, giải đáp các phản ánh, kiến nghị của người lao động và người sử dụng lao động về gói hỗ trợ COVID-19.